My, bây giờ tôi mới hiểu. Lòng tốt của người này không được làm mưa dột xuống đầu của người khác. Thật đấy à? Ủa, có khi yêu yêu mấy năm rồi ấy. Em chậm đấy nhở? Cứ mỗi một đoạn mà làm mãi không xong. Ngày nào cũng chậm. Em có làm được không? Hay đổi vai? Ôi giời, biết làm gì đấy, đang tập cơ mà. Này, con gái xếp vào ngồi ở dưới đấy. Tập trung vào. Thôi rồi, tập đi đi. À, anh em vào tập luôn này, còn nghỉ ngơi nào. Anh em, còn tí cảnh cuối. Tập trung vào nhá. Bây giờ anh đang xấu, anh sẽ xấu. Vậy mà tôi đã tin anh, tôi đã yêu anh. Mây, bây giờ tôi mới hiểu. Lòng tốt của người này không được làm mưa dột xuống đầu của người khác. Vậy là anh ấy đã bỏ chúng tôi đi. Chúng ta không đủ tốt để sống cùng với anh ấy. Và anh ấy cũng không đủ xấu để sống cùng với chúng ta. Anh ấy đi hay ở thì có khác gì, có thay đổi được gì? Anh nói đúng. Anh ấy đi hay ở thì có khác gì, có thay đổi được gì khi mọi sự không thay đổi. Ok. Xong rồi anh em ơi. Ôi cũng xong. Đói quá. Anh Hoàng. Anh có mệt không? Anh bình thường. Anh uống nước đi này. Anh Hoàng. Anh cảm ơn. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Thì anh đi ăn cơm với em nhé. Anh ăn cơm với em nhé. Thôi anh đi thay quần áo đã nhá. Kìa. Cảm ơn nhé. Cậu mua cả bánh mì cho tớ cơ à? Tốt thế. Cậu còn tốt hơn anh. Đừng có gì. Có cái gì mà phải ngại nhỉ? Mua cho mình thì cứ để cho mình ăn. Linh. Linh! Linh! Anh xin lỗi. Lúc đấy có đông người quá. Mà cái hội này nó tọc mạch em lạ gì. Được hẳn con cái giám đốc để ý cơ mà. Anh không thích cô ấy. Thế nhưng mà nó cứ sán vào người anh ấy chứ. Mà quy định của nhà hát này cũng buồn cười cơ. Không cho diễn viên cùng đoàn yêu nhau. Thôi, em đừng dỗ nữa nhá. Em không biết rồi đấy. Anh muốn làm sao thì làm. Em mà còn thấy một lần nữa ấy, thì chia tay. Thế biết rồi. Chúng ta chỉ nên làm người tốt khi làm người tốt không bị thiệt. Một xã hội mà làm người tốt bị thiệt thì chúng ta không cần coi trọng những quy tắc ấy. Anh nói cái gì? Em không biết rồi đấy. Anh muốn làm sao thì làm. Em mà còn thấy một lần nữa thì chia tay. Chính vì những kẻ như cậu nên cuộc sống này mới hư hỏng rồi. Tôi yêu cầu anh, từ bây giờ đừng nói đến điều đó nữa. Ê, làm gì đây? Kìa, chờ tí làm sao? Kìa, bạn bè với nhau làm sao đâu? Dậy. Bố ơi. Hả? Sao đấy con? Sao? Có chuyện gì? Ồ hay. Có chuyện gì đến thì nói bố nghe. Công rồi. Cái gì công? Nó. Khổ quá. Nói rõ xem nào. Nó là cái gì? Anh Hoàng Công. Thằng Hoàng Công. Thôi chết. Nó tai nạn à?
Tai nạn cóng hết cả người à? Nằm viện nào? Không, anh gây. Thì biết là tai nạn thì phải gây go là đúng rồi. Đi, vào viện, bố đưa con đi. Không, anh ấy thích con trai bố ạ. Ôi thôi chết. Sao lại thích, nó thích ai? Ôi, chết tôi rồi. Ở cái cơ quan này có một mình thằng Quốc nó gây chưa đủ hay sao? Ơi, bây giờ lại còn thi nhau gây nữa, xu hướng à? Hả? Con trai con gái yêu nhau đủ điều kiện để đuổi khỏi nhà hát rồi. Bây giờ lại còn con trai yêu con trai. Thôi được, chết. Xử lý vội lại được. Nào, đi, con đi về đi, để bố xuống xử lý. Bố phải xử lý cho con đấy. Được rồi, nào, đi về đi, ngoan. Không thể tin được. Đẹp trai sáng ngời ngời như thế mà lại gay. Thế mà có bao nhiêu người nữa thích đấy. Ừ. Có nghe nó có người yêu rồi đấy. Ừ, yêu nhau lâu rồi ấy. Phải 6-7 năm rồi. Làm gì mà 6-7 năm. Cái đợt con bé nó mới đi du học là thằng ấy mới kể cho tao mà. Không, ông lại nhầm rồi. Từ cách đây 3 năm trước tôi ngồi trà đá với nó đã bảo yêu được 2 năm rồi. Ông chả biết cái gì tôi ở cùng nó đây. Có cái gì mà phải giấu đúng không? Được thật chứ. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi thế? Làm việc với nhau bao nhiêu lâu rồi? Giờ mới biết là cũng giống mình. Hello anh em. Ờ, làm gì tụ tập đây đâu đấy? Hiểu. Có tiền cho mày 20 súng u dùng làm cái bánh mì. Hết rồi bạn ạ. Anh Quân. Không, anh hết rồi. Anh Quân cũng hết rồi bạn ạ. Cái thằng này bồi thẳng lên. Chị. Mới tẩy tận móng tay trắng đi. Ui tóc hiền hồ à. Da trắng áo mồ hôi. Tôi bảo này. Tại sao cái chuyện như thế mà bạn lại giấu anh em? Mọi người có phải là kỳ thị gì đâu mà sao bạn phải giấu nhỉ? Ừ, anh nói thật, xã hội bây giờ văn minh rồi, không ai người ta nói vấn đề về đấy nữa đâu. Đúng rồi, vấn làm đề gì? Thì cái vấn đề gì? Mà em... Hóa ra anh là gay à? Thế mà bao lâu nay không ai biết. Người yêu anh mà biết ấy thì chắc cũng chia tay anh quá nhỉ? Đấy, còn người yêu, thế người yêu biết không? Người yêu thế nào? Thì cứ tưởng là nữ chính ngôn tính. Ai ngờ là nữ phụ đan mỹ. Này anh nói thật với chú nhá, không chăm sóc được người yêu để anh. Thì ông khổ thế. Vớ vẩn khổ quá. Tất cả mọi người bị lừa hết rồi. Hiểu nhầm hết. Tôi chỉ giả vờ thôi để cắt đuôi con gái của sếp. Tôi không thích cô ấy. Trời ạ. Thế chung quy lại là bây giờ thích con trai con gái. Đúng rồi, chốt một câu đi. Trai gái gì được rồi. Đây, người yêu tôi đây, được chưa? Nào. Thế là yêu cùng nhà hát à? Chung quy cũng chỉ tại cái nhà hát này có cái quy định oai oăm, không cho người trong nhà hát yêu nhau. Em cứ để anh, nên chúng tôi mới phải khổ thế này đấy. Anh chào sếp ạ. Hình như là có ai đó đang yêu nhau à? Đâu không ạ. Làm gì có ai đâu sếp. Không phải em ạ. Dạ đúng ạ. Ai? Cậu đứng dậy nói cho tôi biết nội quy của cơ quan là thế nào. Dạ thưa sếp, nếu yêu trong cùng nhà hát thì đuổi việc ạ. Chính xác. Cậu này, cậu yêu ai? Em... Ai? Em yêu Linh ạ. Giỏi nhờ. Hai cô cậu yêu nhau lâu chưa? 6 năm rồi sếp ạ. 6 năm rồi? Nghĩa là từ khi về cơ quan là đã yêu nhau rồi? Trước khi về cơ quan ạ. Giỏi lắm. Ngay bây giờ tôi sẽ tiến hành kỷ luật ngay hai cô cậu. Ui sếp ơi. Sếp tha cho bạn đấy ạ. Tôi rất ghét cái kiểu yêu đương nhanh nhất thế này. Các cậu có biết là yêu đương một vài ba ngày xong rồi dỗi nhau xong hờn nhau rồi ảnh hưởng đến công việc. Thôi sếp ơi, em xin sếp, em mới vi phạm lần đầu ạ. Sếp tha cho bạn đấy ạ. Cậu yêu cô ấy thật không? Thật ạ. Thật chắc chắn ạ. Được rồi, bây giờ mọi người đói chưa? Rồi ạ. Hai cô cậu sẽ mời tất cả mọi người ở đây đi ăn bữa trưa nay. Ui giời, em tưởng thì ui sếp em cảm ơn sếp. Thôi được rồi. Tôi sẽ cũng bỏ cái quy định quái oăm đấy đi. Thôi nào, tất cả chúng ta đi ăn. Đi. Đi. Sếp ơi, sếp. Thế là như nào hả sếp? Cũng cô đơn lâu ngày rồi. Cũng phải tính đi bước nữa chứ. Ui giời ơi. Thế là hôm nay được ăn cả ngày rồi. Ăn cả tuần luôn đấy chứ. Đi thôi.